Em chỉ có mỗi bài Đất Nước ạ. Em tự tin được 10 điểm ạ. 10 điểm. 10 điểm. Đây này, ít thì 8 điểm, còn nhiều thì 10 điểm. Bạn Huy, đề văn này thì theo em dự đoán là vừa sức của em giờ tầm 90-75 nhá. Thôi em sẽ thủ khoa văn năm nay luôn. Oh my god. Wow. Dạ em làm bài ổn chị ạ. Qua em có linh cảm vào chỉ có vào Đất Nước thôi bác. Đề văn năm nay là phù hợp với tất cả các thí sinh. Em chém gió rất là bay bổng đến tận hai mặt giấy, cụ thể là 7 trang giấy. Cảm xúc về đất nước thì nói chung là rất nhiều cảm xúc chị ạ. Nói chung là đất nước này, con người, sự lịch sử hình thành các thứ này. Che thành gióng là em biết nhớ lắm. Với đề môn ngữ văn này thì em hy vọng là em mong muốn mình được 8 điểm để có thể đỗ vào được trường đại học sư phạm mà em mong muốn. Em làm được bài thì em cảm thấy vui ạ. Em chắc tầm 7.5 hoặc 8. Em muốn tất cả các bài nhưng mà Đất Nước là bài thử của em ạ. Em tự tin mình được 7 điểm ạ. Hơi khó. Em không trúng tủ bài này. Em đã ôn bài gì? Em ôn Việt Bắc ạ. Tương đối ổn ạ. Nó cũng không quá khó so với sức của bọn em. Và nó cũng là đề mà bọn em sẽ nghĩ là sẽ vào được. Mấy điểm? Em dự đoán được 9 ạ. Bài trúng tủ của em. Không, em viết được khoảng 2 tờ rưỡi. Em thấy đề dễ ạ. Dễ à? Vâng. Thế là được mấy điểm? 9.5 ạ. Anh có ạ.